Hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Học Lập Trình tại SunTech. Trước khi đến với chủ đề ngày hôm nay, các bạn đừng quên nhấn follow và subscribe kênh để theo dõi những video mới nhất. Xin cảm ơn. Thì bây giờ anh sẽ cùng các bạn từng bước đi build cái mô hình MVC này. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ những cấu trúc đơn giản trước. Ok, thì như các bạn biết là ngay ở cái thời điểm chúng ta mới bắt đầu học về PP thì anh có nói là trong một thư mục đối với thằng PP, trong một folder nếu mà có file index thì chúng ta sẽ chạy file index đầu tiên nếu mà chúng ta không chỉ định một file cố định nào. Anh lấy ví dụ như thế này, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau build cái project này. Anh sẽ loại bỏ các thư mục khác đi. Rồi, anh sẽ xóa nó đi. Trong phần 13 này anh cũng sẽ nốt lại để có cái gửi lại các bạn. Document.md. Đây, anh sẽ để là MVC. Mô hình MVC. Đó, anh sẽ nốt lại cái shop cái title như thế này và anh sẽ gửi lại cho các bạn cái thông tin của cái slide kia. Bây giờ chúng ta có một thư mục là project rồi, ở đây chúng ta sẽ không làm ở đây nữa, chúng ta sẽ tạo ra một cái gọi là MVC project, MVC project như thế này, được chưa các bạn? Đó, anh chạy theo cái đường dẫn là thay vì là project thì anh sẽ chạy là MVC project như thế này. Đó, thì các bạn thấy là sau khi chạy xong thì chúng ta sẽ không có chưa có bất kỳ một file nào ở trong này, đúng không? Chúng ta chưa có bất kỳ một cái file nào ở trong đây. Thế nên anh sẽ tạo thêm một cái file là index ở trong này. Chúng ta sẽ xây dựng từng bước một nhé, từng bước một để chúng ta build cái này. MVC project. Ở đây, anh sẽ tạo ra file index.pp như thế này, được chưa? Anh giả sử đây, anh sẽ để một cái title như thế này, sẽ là MVC project. Đó, anh chạy lên này, các bạn thấy anh không hề chỉ định một file.pp nào. Anh chạy lên thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ chạy trực tiếp vào cái file index của anh luôn và chúng ta không cần phải chỉ định. Đó, thì từ cái tính chất này chúng ta sẽ đi xây dựng nó. Thế như cấu trúc của chúng ta sẽ có file index, chúng ta sẽ có controller, chúng ta có model và có view. Anh sẽ đi view ba cái thành phần này trước và chúng ta có public. Ok chưa? Chúng ta sẽ đi view xây ba cái thành phần này trước. Đó. Thì chúng ta sẽ xây nó như thế nào? Thì anh sẽ tạo ra thư mục controller ở đây. Thì controller anh sẽ để là số nhiều vì chúng ta sẽ có nhiều file controller. Đó, ok chưa? Và anh sẽ tạo ra thư mục model, chúng ta cũng sẽ có nhiều model. Đó, và chúng ta sẽ có view, chúng ta cũng có nhiều thư mục view. Được chưa các bạn? Được rồi đúng không? Đây, thì khi mà chạy bất kỳ một project nào lên, kể cả các bạn chạy Laravel đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ chạy theo cái cấu trúc như thế này, tức là luôn luôn đi qua file index.pp, được chưa? Đó, chúng ta sẽ quy định về cái parameter, có thêm một cái tiêu chuẩn nữa về quy định về parameter, tức là cái mà chúng ta sẽ chạy ở trên này. Đấy, ví dụ anh để là controller là gì, đó, được chưa? Thì chúng ta sẽ có các param name là cố định nhé, param name. Thì chúng ta sẽ có các param, đó là controller đó, để quy định param name là controller này. Cái này thì để quy định chúng ta gọi vào controller nào, được chưa các bạn? Đó, học sang MVC thì nó sẽ hơi lý thuyết một chút,
Nhưng mà lúc mà chúng ta bắt đầu build vào nó, tức là bắt đầu code cho nó thì sẽ khá là hay, và nó sẽ nhiều cái nó sẽ hơi khó nữa, nên là các bạn phải tập trung ở đây. Và cái nữa đó là action. Action Param có tên là action thì nó sẽ gọi vào method nào? Quy định gọi vào vào method nào? Được chưa các bạn? Còn nếu mà action bằng null, trường hợp bằng null nhé, trường hợp không có, không có thì chúng ta mặc định là mình action sẽ là index. Action là index, nhớ cho anh nhé. Thì có nghĩa là bất kỳ controller nào cũng sẽ phải có phương thức index nếu mà chúng ta để mặc định. Được chưa? Rồi, ok, vậy là xong rồi. Thì chúng ta sẽ quy định như thế này. Khi mà chúng ta chạy trang index lên, anh quy định như thế này. Khi chúng ta chạy trang index lên như thế này, đó, thì chúng ta sẽ chạy các param lên. Chúng ta sẽ truyền các parameter vào đây. Chúng ta sẽ truyền các parameter đó là controller nào. Đó, ví dụ anh để là user như thế này. Thì chúng ta sẽ không truyền cả user controller, mà chúng ta sẽ chỉ cần truyền user thôi. Được chưa các bạn? Thì có một cái quy tắc ở đây nữa, đó là gì? Đó là gì các bạn? Param name controller này, này. Cái param name là controller phải trùng tên. Tức là name phải trùng tên. Trùng tên với controller name. Đó. Cái này chắc anh phải lấy một ví dụ. Ví dụ các bạn truyền một cái param name là như thế này. Anh có controller name là user controller. Controller. Thì các bạn sẽ phải truyền cái param name. Param name ấy. Param controller ấy. Sẽ phải là user số. Viết thường nhé. Đó, hay là product controller. Thì các bạn sẽ phải truyền param của thằng controller param này sẽ phải là product như thế này. Được chưa? Chỗ này các bạn hiểu chưa? Đó, chúng ta quy ước với nhau như vậy để chúng ta làm nó sẽ dễ dàng hơn. Được chưa? Đó, nhìn lại thì các bạn thấy là nó cũng ra một cái document khá là dài. Đó, nhưng mà nếu mà không có những cái quy ước như thế này thì sẽ rất khó để chúng ta có thể hiểu được cái mà anh chuẩn bị làm bây giờ. Được chưa? Đó, ví dụ anh truyền vào đây là product thì có nghĩa là anh đang gọi lên product controller. Đó, hay là anh truyền vào đây là new thì có nghĩa là anh đang gọi lên trang new controller. Ok chưa? Đó, thì theo đúng chuẩn của mô hình MVC thì khi mà người dùng gõ vào đây cái gì thì nó sẽ qua router, thì router nó chính là cái này. Đó, cái này nó chính là cái router của chúng ta này. Có nghĩa là người dùng gọi vào router tên là gì thì chúng ta sẽ điều hướng đến controller đó. Các bạn hiểu chưa? Gọi router là gì thì chúng ta sẽ điều hướng đến controller đó, và chúng ta sẽ thực hiện những công việc theo từng cái bài toán cụ thể trong cố rất. Được chưa? Rồi, ok. Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại phần này. Đây, như thế này. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ bắt đầu test nó với project, à, product controller đi, để các bạn hiểu. Ví dụ khi anh chạy cái param, chạy cái trang của chúng ta với cái, anh tạm gọi cái này là router nhé. Từ sau dấu hỏi chấm thì chúng ta gọi nó là router đi cho nó dễ hiểu. Tức là còn một cái gọi là router. Thì ở đây nó chưa quá rõ ràng nên là anh sẽ, chúng ta cùng quy định với nhau như vậy. Nghĩa là từ sau dấu hỏi chấm sẽ có tên là router. Để chúng ta dùng cái thuật ngữ này cho nó dễ, thống nhất với nhau như vậy để chúng ta nói cho nó dễ, nói chuyện cho nó dễ, trao đổi cho nó dễ hiểu. Thì ở đây anh chạy lên này thì các bạn sẽ thấy này. Ví dụ anh chạy cái router là product thì chúng ta sẽ hiểu là chúng ta đang gọi vào
Product Controller. Anh sẽ định nghĩa một cái Product Controller như thế này. Của anh sẽ là Product Controller. Chúng ta làm đúng như chúng ta quy định thôi. Đây, hôm nay chúng ta chỉ có đi làm những việc này thôi. Ok chưa? Anh giả sử trong Product Controller anh chạy như thế này. Anh sẽ để là Product Controller. Tất nhiên là chúng ta sẽ phải xử lý ở đây là class, nhưng mà anh sẽ viết như thế này trước đã để các bạn có thể hiểu đã. Đó. Vậy thì làm cách nào để anh có thể khi chạy trang index với cái router là product như thế này thì anh sẽ phải hiển thị được cái trang product controller lên. Thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào các bạn? Thì có phải là chúng ta đang đứng ở trang index có đúng không? Thì chúng ta sẽ phải require cái product controller vào theo cái cú pháp như thế này. Require như thế này, anh sẽ để controller. Thư mục của chúng ta sẽ là controller như thế này. Có S và product controller. Có phải chúng ta require được cái file product controller.pp như thế này không? Đây. Đây. Có đúng không các bạn? Anh chạy lên này. Đó. Thì lúc này anh require được product controller. Giả sử anh tạo ra là user controller hay là category controller .esp. Đó. Chúng ta bắt đầu hình thành được cái mô hình MEC và nhìn nó cũng khá là chuyên nghiệp. Sau này nó sẽ có các folder khác nữa để nó hỗ trợ cho cái project này của chúng ta nó ngon hơn. Đây. Bây giờ anh gõ vào đây là category như thế này, anh muốn là nó sẽ phải tự động nó load cho anh được cái trang category controller, có nghĩa là nó sẽ phải load được cho anh cái trang này lên controller như thế này, được chưa? Nó sẽ phải load được lên như thế này. Thì chúng ta sẽ chạy nó lên như thế nào, sẽ load nó lên như thế nào nếu ở đây là category đó. Thì chúng ta sẽ không thể đi lại đi load bằng tay như thế này, đúng không? Chúng ta lại phải đi load sẵn ra như thế này thì lại không đúng, bởi vì lúc này chúng ta chỉ có chạy category thôi thì chúng ta không thể load product controller ra đây. Đó, anh đang đặt vấn đề như vậy. Đây, chúng ta sẽ không thể load cả hai controller ra đây một lúc được thì không đúng. Thì các bạn có thể làm một việc đó là như thế này. Các bạn lấy ra controller name. Controller name bằng cái gì các bạn? Anh sẽ để là bằng $get hoặc là các bạn dùng $request thì nó dùng chung cho được cả $pod và $get. Thằng request sẽ dùng chung được thì anh sẽ viết như thế này. Đó, được chưa? Trái lại thì sao? Nếu mà tồn tại $request của controller, có nghĩa là cái request của người dùng lên request, thì anh sẽ lấy ra cái router name là chính là cái controller bằng category như thế này. Đây. Và trái lại thì anh giả sử là anh để ra một cái controller là welcome controller như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Được chưa? Đây. Mình sẽ để ra là cái welcome controller như thế này. Nếu không có thì anh bây giờ anh echo ra nhé. Mình sẽ echo ra. Thì các bạn sẽ lấy ra được cho anh cái controller name. Đó, nó là category. Đó, nếu là product thì chúng ta sẽ là product. Được chưa? Và nếu là new thì đây nó sẽ là new. Vì đây là cái cách để chúng ta lấy các parameter ở trên URL thôi, không có gì đặc biệt ở đây cả. Được chưa các bạn? Tiếp tục. Chúng ta sẽ xử lý như thế nào bây giờ? Chúng ta sẽ xử lý một cách linh hoạt, đó là chúng ta không require như thế này, mà ở đây chúng ta đã lấy ra được cái gì rồi? Chúng ta lấy ra được controller name rồi, đúng không? Đó,
và chúng ta chỉ cần gắn nó với cái tên theo chuẩn của controller như thế này, thì anh sẽ đặt tên nó như thế này. Đó, welcome. Thì đây nó sẽ là welcome như thế này. Và kết quả, toàn bộ cái kết quả anh lấy ra được, anh sẽ nối với chuỗi là controller. Đó, được chưa? Thì anh có controller name như thế này, nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Đó, new controller, product controller. Đó, được chưa các bạn? Hay là category controller. Đó, thì các bạn lại thấy thêm một vấn đề nữa, đó là gì? Cái chữ cái đầu tiên của controller luôn luôn phải là chữ hoa. Anh sẽ bổ sung thêm vào cái rule cho phần tên controller này. Đó là gì? Chữ cái đầu tiên luôn là chữ hoa. Đó, nó sẽ áp dụng cho cả module. Được chưa? Ok chưa các bạn? Rồi, đơn giản thôi, chúng ta có một hàm ở trong PP để chuyển hóa chữ cái đầu tiên thành chữ hoa. Nó sẽ là cái hàm UC first như thế này. Đó, và anh sẽ ném toàn bộ những cái kết quả chúng ta lấy được vào trong cái UC first này. Đây, lúc này các bạn chạy lại này. Các bạn sẽ thấy là chúng ta lấy được category controller, chúng ta lấy được product controller, đúng không? Chúng ta lấy được new controller như thế này. Đó, nó đơn giản như vậy đấy. Khi các bạn có được cái tên controller rồi, vì sao anh lại phải quy định là tên controller và tên class luôn luôn phải giống nhau, tên file và tên class luôn phải giống nhau? Thì sau này các bạn sẽ nhìn ra cái điều đó khi mà chúng ta làm cái phần autoload. Được chưa? Thì ở đây anh đã lấy ra được tên, chính là cái tên này, tên controller, và chưa có .tp để chuyển thành tên file. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. Thay vì các bạn require một controller cố định như thế này, thì chúng ta sẽ bỏ nó đi. Đó, chúng ta sẽ require như thế này cơ. Các bạn sẽ thấy nó đơn giản cực kỳ. Đây, thì lúc này, đó, anh sẽ nội suy cái biến controller name vào đây như thế này. Đó, các bạn viết theo cú pháp như thế này nhé. Và đây phải dấu nháy nhé, nháy kép nhé. Không nháy kép thì sẽ không được đâu, bởi vì nháy kép nó mới hỗ trợ chúng ta nội suy biến vào đây. Rồi, ok, anh chạy lên này. Chúng ta không có new controller, đúng không? Thì nó sẽ báo không tìm thấy cái file này. Nhưng nếu ở đây là category hoặc là user thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có. User cũng không có, nhưng category chúng ta đang có. Đó, chúng ta đã lấy được category controller. Nếu mà anh thay ở đây là product thì chúng ta sẽ lấy ra được product controller. Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu rồi đúng không? Rồi, ok, tiếp tục chúng ta sẽ làm gì với nó? Tiếp theo, sau khi mà chúng ta đã load được cái file này rồi, các bạn biết là muốn sử dụng bất kỳ một cái class nào thì chúng ta sẽ phải load được cái file chứa cái class đó. Thì hiện tại chúng ta muốn sử dụng cái controller product hay là controller category, thì chúng ta đã đảm bảo được cái việc là đã load được cái file category controller.pp và product controller.pp rồi. Đã, bằng cái câu lệnh require là chúng ta đã load được vào trang index rồi. Ok chưa? Thì bây giờ anh sẽ quay trở lại product controller, anh sẽ không viết như thế này nữa, mà chúng ta sẽ viết đúng chỗ chuẩn như thế này. Đây, tên controller, tên class name. Tên class name thì sẽ phải bằng với giống với tên file. Đó, ok chưa? Thì anh có controller như thế này. Được chưa các bạn? Đó, nó đơn giản như thế này thôi. Và trong controller thì anh sẽ có phương thức, anh sẽ có một cái method là public function index như thế này. Đó, được chưa? Tiếp tục, anh sẽ có một phương thức tiếp theo, đó là public function. Anh để nó ví dụ như là sau
tức là chi tiết một sản phẩm đó. Được chưa? Đó, thì bài toán bây giờ nó sẽ là gì? Anh sẽ echo cái gì? Anh sẽ echo cái method để chúng ta xem là cái method name sẽ là gì. Đó, anh sẽ echo ra như thế này. Được chưa? Tương tự với category, anh sẽ bỏ cái phần này đi. Chúng ta sẽ chạy nó lên. Class sẽ là category controller như thế này. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ định nghĩa phương thức index. Echo method. Đó. Được chưa? Và anh sẽ có thêm một phương thức nữa cũng là sâu đi. Chi tiết category. Đó. Được chưa? Thì chúng ta sẽ echo cái gì? Echo method như thế này. Ok chưa? Được chưa các bạn? Anh sẽ echo nó ra như thế này. Đó. Bây giờ câu chuyện của chúng ta là khi mà anh chạy product controller này, nó thì nó không có cái gì nữa. Vì sao? Tại sao vậy? Nó đã include được cái file productcontroller.pp vào trang index rồi. Nó đã include được rồi. Nhưng chúng ta vẫn chưa thấy có gì. Bởi vì sao? Bởi vì lúc này cái productcontroller nó là một class. Mà chúng ta muốn sử dụng một class thì chúng ta sẽ phải sử dụng thông qua cái class này bằng cách khởi tạo một đối tượng. Có đúng không? Chúng ta muốn access bất kỳ phương thức hay thuộc tính nào trong cái class controller thì chúng ta sẽ phải khởi tạo đối tượng. Được chưa các bạn? Thì anh giả sử anh sẽ tạo ra một cái gọi là controller object. Đó, obj đó. Bằng new cái gì các bạn? Chúng ta sẽ cần phải khởi tạo đối tượng, đúng không? Mà class name của chúng ta bằng với controller name, à bằng với cái biến controller name này. Đây, thì chúng ta sẽ khởi tạo nó đơn giản như thế này. Đây, anh sẽ in lại cái biến controller name để các bạn có thể nhìn thấy nhé. Controller name để các bạn có thể nhìn thấy này. Đây. Đó, thì có phải là class name của các bạn. Đây, class name thì nó bằng với cái này. Đúng không? Mà cái file productcontroller.pp nó đã được include vào đây rồi. Thì lúc này chúng ta chỉ cần làm một việc là khởi tạo đối tượng thôi. Thì anh sẽ khởi tạo đối tượng từ chính cái biến controller name như thế này. Đây. Bây giờ anh sẽ thử in ra nhé, và đăng nó ra để các bạn sẽ thấy được là chúng ta đã khởi tạo đối tượng được rồi. Đây, anh sẽ va đăng thằng controller object như thế này. Được chưa? Anh chạy lên. Đó, thì các bạn thấy là anh đã lấy ra được một cái product controller này là object như thế này, nó là một object. Nếu anh thay category ở đây thì nó cũng tương tự. Đó. Được chưa các bạn? Được rồi đúng không? Đó. Và nếu mà anh giả sử ở đây anh viết chữ hoa category như thế này, điều gì sẽ xảy ra? Đó. Thì ở trên Windows thì nó sẽ không vấn đề gì. Nhưng mà ở đây này các bạn, ở đây này, cái tên này nó bị thay đổi theo. Vì chúng ta nhập cái gì thì ở dưới $get thì chúng ta lấy ra cái đó. Chúng ta chưa xử lý gì cả. Đây. Đó. Ví dụ category này, anh viết chữ hoa như thế này. Đó. Thì chúng ta sẽ xảy ra một cái vấn đề như thế này. Anh để là user viết hoa như thế này đi. Thì các bạn chắc chắn các bạn sẽ thấy, à chúng ta echo cái này lên trước thì nó require nó sẽ lỗi. Đây.
chúng ta sẽ require cái controller name này ra trước này. Đây. Đó. Được chưa? User. User đây thì nó sẽ chỗ này viết hoa này. Đó, thì các bạn sẽ thấy nó ra cái chữ như này. Thì nếu mà các bạn chạy sau này các bạn chạy project của các bạn ở trên môi trường Linux thì chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lỗi. Windows thì nó sẽ không vấn đề gì, nhưng mà Linux thì chắc chắn là sẽ có lỗi. Đây, ví dụ anh chạy được category như thế này, chữ hoa hết, thì câu chuyện của chúng ta cũng sẽ bị lỗi đâu. Được chưa? Thì vấn đề là chúng ta sẽ phải xử lý ở đây một chút, đó là chúng ta sẽ chuyển hết cái controller name này về chữ thừa. Trước khi UC first thì anh sẽ chuyển về chữ thừa như thế này. str to low, anh sẽ dùng cái hàm này str to low. Đó, anh sẽ đưa toàn bộ cái request này về chữ thường đã. Đó, được chưa? Chúng ta chạy lên, ví dụ anh để là user mà chữ hoa hết thì cũng không vấn đề gì. Đây các bạn nhìn nhé. Đây, một tên bất kỳ đi thì các bạn sẽ thấy anh echo cái này đây, echo controller name. Anh sẽ echo controller name lên như thế này thì các bạn sẽ thấy là không có vấn đề gì. Đó, các bạn thấy chưa, nó sẽ chuyển hết về chữ thừa. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? A, B, C, Z nếu là chữ thừa, chữ hoa thì tất cả đều là chữ thừa. Được chưa? Và nó sẽ vẫn xử lý cho chúng ta cái chữ cái đầu tiên là chữ hoa. Được chưa? Thì đây là vấn đề nhỏ thôi nhưng mà nó lại rất quan trọng, vì chúng ta chạy trên Windows thì đôi khi sẽ không việc gì vì Windows nó không phân biệt chữ hoa chữ thừa. Như trên Linux là chắc chắn các bạn sẽ gặp vấn đề. Rồi, ok, chúng ta đã khởi tạo được đối tượng rồi. Anh quay trở lại với thằng Dark Controller. Đó, Product Controller này. Đây. Thì chúng ta sẽ tạo ra được cái Product Object. Ok chưa? Thì vấn đề là khi mà chúng ta gọi đến controller này thì chúng ta cần phải xác định là chúng ta chạy vào action nào, chạy vào cái method nào. Vì dữ liệu nó sẽ được xử lý ở trong method chứ nó không được xử lý ở trong cái class này, mà nó xử lý trong một cái method cụ thể. Đó, thì lúc này chúng ta cần xác định là chúng ta chạy controller product với method là index hay là show, giả sử như vậy. Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái biến là, anh giả sử đây anh chạy lên như thế này trước đã. Đây, thì ở đây anh chỉ cần làm cái việc đó là từ cái object này anh sẽ trỏ đến cái gì, anh sẽ trỏ đến ví dụ như là index cố định như thế này. Đó, được chưa, anh chạy lên này. Đó, thì chúng ta chạy được thằng product controller index category này. Đó, ok chưa? Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng chạy index. Bởi vì sao? Index ví dụ như nó dành cho phần danh sách category hay là nó dành cho phần danh sách sản phẩm thì chúng ta mới dùng được index, giả sử như vậy. Vậy thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào để cho nó linh hoạt nhất? Ví dụ người dùng muốn chạy ở đây là category show thì anh sẽ thêm một cái parameter là action như chúng ta đã quy ước, anh để là bằng show như thế này. Ok chưa? Đó, thì lúc này có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ tạo ra một cái action name. Action name. Action name của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái request là action như thế này. $request là action. Nếu có thì anh lấy ra. Trái lại thì mặc định anh sẽ gắn bằng index như thế này. Được chưa? Và anh cũng sử dụng cái str to low
để anh chuyển hóa nó thành chữ hoa, à, thành chữ thừa. Và chúng ta thống nhất với nhau là cái gì? Tên action luôn luôn là chữ thừa. Được chưa? Luôn luôn là chữ thừa. Ok chưa? Còn nếu các bạn muốn xử lý linh hoạt hơn, các bạn muốn xử lý linh hoạt hơn, ví dụ như là các bạn muốn có một cái ví dụ như là create hay là kiểu như thế này, display info như thế này, thì các bạn có thể xử lý thêm, tức là nếu method name của các bạn như thế này. Nhưng mà chúng ta sẽ thống nhất ở đây của chúng ta là tên method luôn luôn là chữ thường, thống nhất như vậy nhé. Đó, mà có lẽ là anh sẽ không dùng STL too low ở đây nữa. Bởi vì sao? Chúng ta viết đúng thì nó sẽ đúng, mà viết sai thì sai. Như thế thì sẽ ok hơn. Default thì anh sẽ để index như thế này. Đó, bây giờ anh chạy lên này. Anh chạy phương thức sâu. Thì ở đây nó sẽ phải gọi đến phương thức sâu cho anh. Có đúng không các bạn? Nó sẽ phải gọi đến phương thức sâu. Đó. Vậy thì ở đây anh sẽ phải xử lý như thế nào? Anh sẽ xử lý bằng cách là thay vì anh trỏ đến cái action cố định như thế này, thì anh sẽ trỏ đến của anh sẽ là action name như thế này. Chúng ta sẽ có action name như thế này. Đây, anh sẽ trỏ đến như thế này. Đây sẽ là action name đô la như thế này. Đó, anh chạy lên này. Nếu anh chạy là sâu, ok, thì nó sẽ phải gọi cho anh đến category sâu, được chưa? Nếu ở đây là product thì nó sẽ phải gọi đến, và sâu thì nó sẽ phải gọi đến cho anh là product sâu như thế này. Các bạn thấy chưa? Các bạn hiểu chỗ này chưa? Thì đây cũng là cái cơ chế cũng như là cái nguyên lý của thằng CodeIgniter Framework. Nó cũng đang dùng cái cơ chế như thế này. Cái rule anh đang lấy theo khá giống, tức là cái rule mà chúng ta vừa quy định, quy tắc đặt tên các thứ đó, thì nó gần giống với thằng framework CodeIgniter. Đây các bạn có thể xem này. Tên của nó là cái này, CodeIgniter, như thế này. Nó là một trong những framework khá là đình đám, cách đây khoảng 7-8 năm, cực kỳ đình đám luôn. Nó và Zen Framework rất đình đám. Bây giờ thì nó bị xoán ngôi bởi rất nhiều các framework như là Cake.exe đó, hay là Laravel, hay là EE2, kiểu như vậy. Rất rất nhiều framework bây giờ, Symfony, rất nhiều framework bây giờ nó đã vượt trội hơn những cái framework trước đây. Zen thì vẫn còn mạnh, vẫn khá nhiều đơn vị dùng, nhiều dự án dùng Zen 2.0, à 2.x, khá là mạnh. Đó, ok. Vậy là chúng ta đã tạm thời viết được cái, tạo ra được cái workflow cho controller và router. Nó đúng như chúng ta quy định ở trên này, đúng như mô hình của nó. Router nào thì controller đó. Được chưa? Ví dụ trong controller product anh tạo ra, ví dụ như là sâu chi tiết sản phẩm này, chúng ta có ví dụ như là gì nhỉ? À, delete, hay là chúng ta có gọi là gì đó, ví dụ như phần front end thì chúng ta sẽ có phần search chẳng hạn, search sản phẩm đó, rất 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 nhiều ở đây. Hay là anh sẽ tạo ra một controller khác, ví dụ như là cache controller như thế này .php, có nghĩa là chúng ta xử lý cho phần giỏ hàng. Anh sẽ tạo ra cache controller như thế này. Class của chúng ta sẽ là cache controller. Đó, được chưa? Cache controller. Và chúng ta cũng sẽ có phương thức, ví dụ như là public function. Function index. Đó, và anh sẽ return là methods như thế này. Ok chưa? Ví dụ ở đây anh chạy controller cat lên như thế này. Cat như thế này.
Đó, anh chạy lên. Thì các bạn sẽ thấy là vector này nó sẽ không ra được ngay. Anh echo đi để các bạn nhìn cho nó dễ. Đây, các bạn sẽ thấy là mặc định, có nghĩa là anh đang xử lý ở trong phần index này. Mặc định nếu mà không có cái param action thì nó sẽ lấy lại index như thế này. Giống như của code igniter luôn. Đó. Đây, được chưa các bạn? Nó giống như code igniter. Đó. Vậy là chúng ta đã xong được cái follow về thằng MVC. Xong rồi đúng không? Không các bạn. Được rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Tiếp tục chúng ta sẽ xử lý phần load view. Có nghĩa là đối với từng cái controller thì chúng ta sẽ có cái view cụ thể. Được chưa? Thì ở đây ví dụ trong case thì anh sẽ có một phần gọi là thêm case public function, thêm mới vào giỏ hàng gọi là store, anh để là store đó, thì anh thêm mới giỏ hàng thì anh sẽ là echo echo method như thế này, echo method như thế này đó. Ví dụ anh chạy đây là case và action bằng store đó, thì chúng ta sẽ thêm được cái xử lý được cho phần case. Và sau này các bạn có thêm rất nhiều param, ví dụ như là product ID truyền lên là gì đó, kiểu như vậy, thì chúng ta thêm sản phẩm nào vào giỏ thì cũng không ảnh hưởng gì. Được chưa? Xong chưa các bạn? Rồi tiếp tục nhé, anh build cái này và anh sẽ cố gắng uốn nắn nó sang giống với Laravel Framework, tức là ở mức basic thôi, đơn giản thôi, để cho những bạn mà chưa học Laravel sau này các bạn tiếp cận Laravel cũng sẽ dễ dàng hơn. Được chưa? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ làm phần load view. Thì chúng ta sẽ load view như thế nào? Chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây anh sẽ làm như sau. Anh sẽ tạo ra thư mục view chúng ta có rồi. Và trong view này ví dụ anh để là front end. Chúng ta sẽ có phần front end và phần back end. Được chưa? Trong front end thì anh giả sử anh sẽ có phần product. Product có S giống như chúng ta vừa quy định thôi. View folder. Đây, chúng ta quy định này. Folder view sẽ giống với tên controller. Thư mục view này giống với tên controller nhưng ở dạng số nhiều. Đây, đúng như vậy luôn. Thì anh muốn tạo product nhưng mà nó nằm trong front end cơ. Đây, thì nó sẽ là product. Đó. Được chưa? Anh sẽ chạy lên index.php. Đó, tên của cái file view nên giống với, tức là nên thôi nhé, nên giống với tên method trong controller index. Chúng ta sẽ biết ngay là à, nó sẽ load thẳng index. Đó, như vậy thì các bạn sẽ thấy là quản lý nó sẽ dễ hơn. Các bạn chỉ cần nhìn vào thằng controller là các bạn biết chắc chắn là, nhìn method cái biết chắc chắn là cái tên file view của nó là gì. Được chưa? Được chưa các bạn? Thì anh giả sử nếu mà anh vào phần product controller, anh muốn load cái phần view đây. Đây là view index product như thế này. Đó, anh chạy lên. Ví dụ anh chạy controller là product. Thì anh muốn là chúng ta sẽ phải load được cái view đây từ controller. Thì chúng ta load view thì bản chất của nó là gì các bạn? Bản chất của nó là nó sẽ include hay là nó load cái file product index.pp này vào thôi. Thì chúng ta để load file thì trong pp chỉ có cách là dùng require hoặc là include thôi. Thì anh sẽ sử dụng include ở đây. Tên folder của chúng ta sẽ là gì? Chúng ta sẽ bắt đầu từ thư mục view như thế này. Đó, view có s và front end. Đó, backslash là gì? Chúng ta sẽ để là product có s và index.pp. Có nghĩa là chúng ta phải gọi đúng ra cái đường dẫn của cái view đó. Đây. Và chúng ta chạy nó lên. Đó, thì lúc này các bạn load ra được view này. Chúng ta return như thế này cũng chẳng vấn đề gì cả. Đó.
Ok chưa? Không return cũng được. Chúng ta return như thế này. Ok chưa các bạn? Được chưa? Rồi, ok. Bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Anh sẽ viết, thay vì chúng ta đi mỗi lần load view chúng ta viết một cái đường dẫn dài ngoằng như thế này, thì anh sẽ chuẩn hóa nó thông qua một cái gọi là helper view, hoặc là anh sẽ tạo gọi một cái gọi là base controller. Chúng ta sẽ tạo ra một cái phương thức load view base controller.php. Đó, được chưa? Anh sẽ có một class là base controller. Class là base controller. Ok chưa? Vì class base controller chúng ta dùng cho mọi controller, tức là các controller bắt buộc phải kế thừa từ base, nên anh sẽ mặc định khi mà chạy chương trình lên, anh sẽ require nó vào luôn. Nó sẽ là controller. Vì chúng ta luôn luôn dùng nó mà, nên là anh sẽ require nó vào luôn. Nó sẽ là controller và sẽ là base controller. Như thế này. Anh chạy thử lên nhé. Xem chúng ta đã load được nó vào hay chưa. Ví dụ anh test thử đây. H1 sẽ là base controller. Đó. Được chưa? Đó, à, sorry các bạn. Sẽ là chấm .pp nữa. Đây, vì chúng ta các class khác nó sẽ phải kế thừa nó. Mục tiêu của anh là như vậy. Nên anh sẽ luôn luôn load nó vào. Việc đầu tiên là sẽ chạy base controller lên. Đó, thì chúng ta đã load được base controller lên rồi. Tiếp tục, chúng ta sẽ làm gì? Thì ở mọi class, trong base controller này anh sẽ có phương thức gì? Anh sẽ có phương thức là load view như thế này. Public, anh sẽ để là protected function sẽ là gì các bạn? Load view. Đó, anh để là view thôi, đơn giản như thế này. Được chưa? Đó. Và cái view này anh sẽ truyền vào cho nó một cái đường dẫn là path. Thì chúng ta sẽ có một cái quy tắc về cái path của đường dẫn. Chúng ta sẽ có một cái quy tắc như thế này. Chúng ta sẽ có một cái quy tắc như thế này đối với đường dẫn. Thì các đây các bạn nhìn thấy đường dẫn của nó sẽ là folder và file, thì nó sẽ cách nhau bởi dấu phẩy như thế này. Sẽ là folder chấm file này, chứ không dùng dấu backslash như thế này. Có nghĩa là các bạn cứ truyền cho anh vào cái đường dẫn như thế này là được. Đó, cho nó giống Laravel thôi. Mục tiêu của anh là như vậy. Được chưa? Có nghĩa là thay vì các bạn, và các bạn truyền vào ấy, quy tắc của nó thứ hai nữa, đó là path name này. Path name tức là cái đường dẫn ấy, nó sẽ là như thế này. Folder name chấm file name chấm file name. Được chưa? Cái quy tắc số 2 đó là gì? Quy tắc số 2 đó là gì các bạn? Quy tắc số 2 nó là chúng ta sẽ không mặc định, chúng ta chỉ cần truyền, tức là chỉ cần truyền thư mục từ sau thư mục view, có nghĩa là chúng ta chỉ quan tâm đến bắt đầu từ thư mục bên trong thư mục view thôi. Được chưa? Lấy tên thư mục, lấy từ trong, từ sau thư mục view. Comment tiếng Việt thì nó dễ. Được chưa? Lấy từ sau, best after view folder đó. Được chưa? Tức là chúng ta chỉ cần quan tâm như thế này. Có nghĩa là ở đây, ở phần product này, chúng ta nếu mà truyền vào thì đường dẫn của nó sẽ như thế này. Tức là cái view như thế này. Chúng ta sẽ chỉ cần truyền vào front end chấm chấm cái gì, chấm product đó, folder product, tức là các folder cũng sẽ cách nhau bởi dấu phẩy, và chấm index như thế này. Ok chưa? Chấm index như thế này, đơn giản như thế này thôi. Thì anh sẽ xử lý cái phần
phần path view này như sau. Trong view này anh sẽ return cái gì? À, anh sẽ require cái gì? Anh sẽ require cái path này. Đơn giản như vậy. Đó, nhưng mà chúng ta sẽ phải xử lý. Thế tất cả các controller mà muốn load được view, muốn load được view thì chúng ta sẽ phải làm gì? Các bạn, tất cả các controller muốn load được view thì chúng ta sẽ phải extend, tức là kế thừa thằng bay controller như thế này. Tại sao? Bởi vì khi mà chúng ta kế thừa từ controller bay, từ thằng bay controller này, thì chúng ta sẽ mới có thể sử dụng được cái method view của lớp cha, bản chất của kế thừa thôi. Là product là lớp core, kế thừa từ thằng bay thì nó sẽ sử dụng được phương thức của lớp cha, chính là thằng view như thế này, phương thức view. Đấy, được chưa? Thì để sử dụng được phương thức của lớp cha thì chúng ta chỉ cần viết trỏ đến tên. À, để sử dụng được phương thức của lớp cha thì chúng ta chỉ cần viết trỏ đến tên phương thức và anh truyền nó vào như thế này. Được chưa các bạn? Lúc này ở bên trong thằng bay này, anh sẽ lấy ra được cái giá trị anh đai ở đây nhé, là cái path, cái đường dẫn. Chúng ta tạm gọi là view path cho nó clear, là đường dẫn của view. Thì chúng ta sẽ để là view path như thế này. Đó. Bỏ số 0 đi. Đó. Thì ở đây sẽ là view path. Anh chạy lên này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy là funnel, product và index. Chúng ta sẽ cần phải đi xử lý là chuyển hóa chấm này thành dấu backslash. Đó, lại mất công một chút nhưng mà thôi, không sao. Thì chúng ta sẽ chuyển hóa thông qua cái hàm str.replace như thế này. Anh sẽ đi tìm cái gì? Tìm tất cả những ký tự dấu chấm và anh chuyển thành dấu backslash. Đó, như thế này. Ở cái chuỗi view pass. Đó, được chưa? Sau đó anh sẽ ghi đè lại cái giá trị view path này. Được chưa các bạn? Mình chạy lên này. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Và chúng ta chỉ cần nối chuỗi chấm pp được là xong. Chấm pp như thế này. Thì có phải các bạn lấy ra được cái file view không? Đó, funnel product index.pp. Đó, đúng đường dẫn rồi. Và chúng ta sẽ phải thêm một cái gọi là, anh sẽ định nghĩa một cái constant ở đây, một cái giá trị không thay đổi, đó chính là view folder. View folder, cái view folder name, tên của cái folder name của chúng ta sẽ là view như thế này. Đó, thì các bạn chỉ cần nối chuỗi cho anh như thế này là xong. Thì có phải để dùng được cái constant ở trong class thì chúng ta sẽ chỉ cần dùng đơn giản qua hàm cell. Qua hàm cell là được. Có đúng không? Không biết các bạn còn nhớ không? Qua cái hàm cell này. Đó, và nó sẽ là view folder. Đó, rồi anh sẽ lại nối chuỗi tiếp. Có dấu backslash như thế này. Đó. Đây. Anh sẽ nối chuỗi như thế này. Enter xuống cho dễ nhìn. Đó, được chưa? Thì có phải anh được cái đường dẫn hoàn chỉnh như thế này không? View funnel product index. Đây, các bạn nhìn thấy này. View funnel product index. Lúc này anh sẽ load view lên ở trong bay. Đó, anh sẽ require lên như thế này. Đó. Anh cứ viết return mà hơi thừa một chút, nhưng anh viết là nhìn cho nó chuyên nghiệp. Đó, được chưa? Xong chưa các bạn? Chúng ta thử này. Rồi, ok, chạy vào product. Thì nếu mà nó load được cho anh cái thằng index thì mới là đúng. Return ở đây có lỗi này. Product này. Zip cho đến view. Ok, chạy. Chúng ta đang có lỗi gì đó. Zip trở lên view, gọi đến product. Hình như lỗi này không phải là do code mà là do
Này, chạy lại phần trước, chúng ta cũng có vấn đề với thằng Laragon. Với thằng Laragon này thỉnh thoảng nó sẽ bị như vậy. Anh sẽ start lại. Các bạn chờ một chút. Anh sẽ start lại. Đó, thấy chưa? Thì chứng tỏ nó không liên quan gì đến việc của chúng ta intern ở đây đâu. Đây. Đó. Ok chưa? Thì lúc này các bạn mặc định các bạn lấy ra được view. Thì từ đây các bạn cũng sẽ suy ra được cái chuẩn để chúng ta tạo được cái view. Cứ có controller nào chúng ta sẽ có cái view đó, giả sử như vậy. Đó, category thì nó sẽ là category số nhiều như thế này. Ok chưa? Trong đây chúng ta cũng sẽ có file index.php. Đó, ví dụ ở đây anh để là danh sách category. Đó. Được chưa các bạn? Được chưa? Ví dụ anh chạy category này. Category. Thì nó cũng sẽ chạy vào thư mục index. Thì trong đây chúng ta sẽ chỉ cần load view lên bằng cái cú pháp đơn giản như thế này. Return zip trỏ đến view. Các bạn nhìn thấy cái chuẩn chung chưa? Nếu mà các bạn viết theo cái quy thuần ấy, khi các bạn muốn load một trang view nào đó, có bạn thì quen dùng include, có bạn thì include one, có bạn thì viết require, có bạn lại viết require one, thì nó sẽ rất là dối, có đúng không? Nó rất là dối và đọc code như vậy thì nó sẽ rất là khó để có thể hiểu được các bạn làm gì. Nhưng mà khi chúng ta viết theo MVC, chúng ta chỉ mất công khởi tạo project từ ban đầu, ngay từ đầu. Nhưng sau này các bạn viết nó sẽ rất là nhạt. Đó, muốn load view các bạn chỉ cần là category chấm cái gì? Chấm frontend chứ, sorry. Vì chúng ta bắt đầu từ sau cái folder view frontend.category chấm index. Nó nhàn như thế này. Đó, thì ở đây nó đang báo lỗi là chưa có folder view. Tại sao vậy? Bởi vì cái phương thức này chưa có, vì chúng ta chưa kế thừa. Ở đây, chúng ta chưa kế thừa từ base controller. Đó, thì anh sẽ kế thừa base controller như thế này. Đó, chúng ta chạy thử lên này. Rồi, ok, ngon rồi. Kiểu kiểu như vậy, được chưa? Và sau này chúng ta sẽ dùng HT Access. Chúng ta sẽ xử lý, không phải viết như thế này nữa. Mà mỗi lần chạy như thế này mà chúng ta chỉ cần product index. Đó, enter cái là sẽ phải chạy vào cái product của chúng ta. Kiểu kiểu như vậy. Nhưng bây giờ thì chưa nhá. Sau này chúng ta sẽ xử lý cái việc đó. Ok chưa? Các bạn hiểu vấn đề chưa? Rồi, vậy là chúng ta đã xử lý xong phần view. Thì có một vấn đề ở đây nữa mà chúng ta muốn làm cho nó trọn vẹn. Đó là gì? Sẽ có bạn thắc mắc là nếu mà em truyền như thế này, em truyền như thế này thì sao? Có đúng không? Rõ ràng là nó vẫn phải nhận, nhưng mà vào là nó sẽ bị lỗi, kiểu như vậy. Thì không, không vấn đề gì. Tại sao lại như vậy? Bởi vì của chúng ta ở đây, chúng ta đã đang xử lý, chúng ta chỉ replace, chỉ sửa lại những cái đường dẫn mà là dấu chấm thôi. Còn nếu backslash thì sẽ giữ nguyên, thì không vấn đề gì. Được chưa các bạn? Thì lúc đó cũng chạy bình thường. Đây, như thế này. Đó, thì đấy là một số bạn sẽ thắc mắc như vậy. Thì anh giải thích thêm. Đó, ngoài ra thì các bạn cứ để nó như thế này, không vấn đề gì. Và chúng ta sẽ để như thế này cho nó quen với cách viết của thằng Laravel đi. Đó, ok chưa? Khi mà chúng ta đã xử lý được dữ liệu này, được chưa các bạn? Chúng ta đã xử lý được dữ liệu rồi, chúng ta làm gì? Có dữ liệu rồi đúng không? Bây giờ anh muốn truyền dữ liệu ra thì chúng ta truyền nó như thế nào? Có đúng không? Rõ ràng là trong controller của chúng ta, anh giả sử anh có danh sách category. Đó, vào đây anh lấy được nó từ database chẳng hạn, thì anh sẽ có danh sách category như thế này. Ví dụ anh có category name thứ nhất là laptop. Được chưa? Anh có category name thứ hai laptop, ID bằng 1, ID bằng 1. Đó,
ID bằng 2, anh sẽ là mobile ID bằng 3, bằng 4 và sẽ bằng 5. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. Được chưa các bạn? Được chưa? Và anh sẽ để ví dụ laptop này, mobile, desktop. Đó, tab slash. Hay là printer, máy in ạ. Anh có các danh mục này. Anh giả sử như vậy. Làm thế nào để anh có thể truyền được danh sách danh mục này ra bên ngoài view? Chúng ta đang có lỗi gì đây? À, chúng ta thiếu chấm phẩy. Ở đây. Chúng ta load được view rồi. Nhưng mà chúng ta cần phải truyền được dữ liệu từ controller ra view. Thì ở đây anh sẽ xử lý như thế này. Anh sẽ xử lý bài toán nó như thế này. Giả sử anh muốn truyền dữ liệu ra view thì có phải chúng ta đang sử dụng cái method view ở bên base controller không? Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến là data ở đây. Nó là một mảng và ban đầu nó sẽ bằng rộng. Default mặc định nó sẽ bằng rộng. Ok chưa? Được chưa các bạn? Được chưa? Và anh muốn là mỗi lần mà chúng ta có dữ liệu truyền ra thì chúng ta sẽ truyền cái mảng vào thôi. Đấy. Rõ ràng là hàm view này của chúng ta, method view, nhận vào là một data mảng. Có hai tham số truyền vào, nếu không truyền cũng không sao. Còn nếu mà truyền vào thì bắt buộc phải truyền là dạng mảng. Đấy. Nếu không truyền cũng không lỗi nhé. Thì default nó là null, là null. Đó. Thì khi chúng ta truyền thì sao? Ví dụ anh truyền vào category như thế này. Đó, thì anh sẽ truyền dạng như thế này. Category. Được chưa? Là cái key. Còn mảng giá trị chúng ta truyền đi, nó sẽ là cái biến category kia. Đó. Nó giống Laravel không các bạn? Laravel nó chỉ bỏ mỗi cái này đi thôi. Nó là helper. Còn đây của anh nó sẽ là method của lớp cha. Được chưa? Rồi, ok. Vậy thì bây giờ anh quay trở lại base controller. Anh sẽ lấy ra được cái data. Anh sẽ lấy ra được cái data như thế này. Và anh đây. Đây, có phải anh truyền sang được cái category không các bạn? Đó. Các bạn nhìn thấy chưa? Key chính là category. Key này do chúng ta đặt tên nhé. Ok chưa? Key này là do chúng ta đặt tên. Được chưa? Thì trước khi nói đến cái bài toán truyền dữ liệu ra view thì anh sẽ lấy ví dụ như thế này trước đã. Anh giả sử như các bạn biết là khi mà chúng ta dùng require thì ở bên trong, tức là ở bên trước khi require có biến nào thì bên view nó sẽ lấy ra được cái biến đó. Các bạn sẽ nhìn thấy ở đây như thế này. Ví dụ anh ở category đấy là cái file mà chúng ta sẽ load nó, thì bên ngoài view chúng ta sẽ lấy ra cái biến đó như thế này. Ví dụ ở trước nó là cái biến view pass, có phải không các bạn? Đây, thì chúng ta sẽ lấy được ra biến view path. Anh echo ra này. Thì chắc chắn các bạn sẽ lấy được cái này. Đây, anh chạy lên, chúng ta đang ở category và load file index. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta sẽ lấy ra được cái biến đứng trước cái thằng require. Đây. Đó, nên là chúng ta sẽ không nên đặt cái biến nào ở đây cả. Đó, đấy là cái thứ nhất. Vậy thì dựa vào cái cơ chế đó, dựa vào cái việc là cứ đứng trước require mà có biến thì chúng ta sẽ lấy được nó ở phần view, ở trang mà chúng ta require đó. Thì cụ thể ở đây chúng ta đang có data. Và data của chúng ta nó có key. Nó có key như thế này. Được chưa? Thì anh đang muốn chúng ta xử lý theo hướng như thế này. Có nghĩa là khi mà chúng ta truyền ra ngoài view
Đây như thế này thì chúng ta hiểu là ở ngoài control, ở ngoài file view category index này, chúng ta sẽ lấy được ra cái giá trị category thông qua cái biến có tên là đô la category ở ngoài index này. Đó, nó sẽ như thế này. Đó, mục tiêu của chúng ta là như vậy. Thì làm sao để chúng ta biến được cái mảng, cái key của cái mảng data truyền vào thằng bay này thành biến, đúng không? Vì đây là cái mảng này, nó là key của mảng, được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế này. Chúng ta sẽ đi for cái thằng data, mỗi lần chúng ta sẽ lấy ra được key và value item như thế này, có đúng không? Mỗi lần chúng ta sẽ lấy ra được key và value của cái mảng data này. Và lúc này anh sẽ tạo ra một cái biến, khai báo biến là đô la, đúng không các bạn? Và cái biến này của chúng ta, của anh, nó sẽ có tên là key. Đó, có nghĩa là biến bằng key, thì cụ thể đây đô la category đó bằng giá trị chính bằng cái value, value này. Đó, được chưa? Được chưa? Thì ngay lập tức các bạn sẽ lấy ra được cái biến category như thế này. Rõ ràng chúng ta không hề có category, biến category, nhưng sau khi chạy for và khai báo biến bằng cái key thì chúng ta sẽ có được cái biến category. Đây, các bạn nhìn nhé. Anh sẽ có category. Đó, vì chúng ta đã khai báo nó thông qua cái cú pháp ở đây như thế này rồi. Thì chạy lên undefined print, à anh viết bị sai cái hàm fill kiểu chữ T đây. Đó, các bạn thấy chưa? Rõ ràng lúc này anh lấy ra được biến category cụ thể như thế này, và biến này được khai báo ở trong đây rồi, nên là ở ngoài view cái này đã tồn tại. Đây, ở ngoài view anh cũng sẽ in ra được, không khác gì cả. Đây, anh sẽ in nó ra. Đó, anh chạy lên này. Đó, các bạn thấy anh đã load được view và lấy ra được category. Ok chưa? Đó, thì đây là cách để chúng ta xử lý truyền dữ liệu từ controller ra ngoài view. Bây giờ bài toán nó đã được giải quyết rồi, thì chúng ta có thể truyền bất kỳ giá trị nào ra ngoài view. Đơn giản như thế này, ví dụ trong category anh truyền ra danh sách category này, anh truyền ra một cái gọi là page title như thế này. Page title, ví dụ anh đèn là danh sách sản phẩm theo danh mục có tên là laptop chẳng hạn. Các bạn hiểu chưa? Thì cơ chế của những framework khác nó cũng sẽ dùng tương tự, nhưng có thể nó sẽ dùng những cái hàm khác ở trong PP để nó xử lý thôi. Đó, thì anh lấy cái ví dụ như thế này, mục tiêu là để các bạn hiểu bản chất, hiểu bản chất nhé. Còn chúng ta có thể dùng những hàm khác khác thay vì dùng for như anh làm, thì có rất nhiều hàm nó hỗ trợ, được chưa? Thì bây giờ anh muốn chuyển page title ra, chúng ta chỉ cần chuyển đơn giản như thế này, page title đó. Đây sẽ là page title như thế này. Ok chưa? Anh chạy nó lên và anh muốn lấy nó ra bên ngoài view. Đây, như thế này. Anh vào category index, ví dụ anh echo. Anh echo cái page title. Ngay lập tức chúng ta sẽ lấy ra được cái giá trị page title. Xuống vào. Được chưa? Anh chạy nó lên này. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng ta đã lấy ra được cái page title của thằng category. Tương tự đối với những cái controller khác, bây giờ các bạn dùng nó rất đơn giản. Thì chúng ta đã build xong cái workflow rồi. Ví dụ sang product, anh muốn
truyền dữ liệu ra. Ví dụ anh truyền cái giá trị là name, cũng là page title đấy. Đó, dự án cố định như thế này. Ví dụ danh sách sản phẩm. Danh sách sản phẩm. Đó, thì ngay lập tức ở my product này anh sẽ lấy ra được cái giá trị của page title như thế này. Thì các bạn thấy nó đơn giản không? Và nó tạo ra được cho chúng ta cái chuẩn chung đúng không? Bây giờ ai mà vào sử dụng cái framework này, chắc chắn là người đó cũng sẽ phải tuân thủ theo cách đặt tên, cách truyền dữ liệu ra ngoài view như thế này. Cách đặt tên người ABC gì đó. Được chưa? Anh chạy lên nhé. Đó. Anh chạy product này. Đó. Thì chúng ta lấy ra được danh sách sản phẩm. Đây. Nếu mà anh đổi ở đây là trang danh sách sản phẩm thì nó cũng sẽ thay đổi theo. Đó, được chưa các bạn? Nó khá là đơn giản. Đó. Vậy là chúng ta đã xong được cái phần là load view, truyền dữ liệu ra ngoài view. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến câu chuyện là chúng ta sử dụng model. Chúng ta sử dụng model như thế nào? Thì bây giờ chúng ta sẽ nói đến câu chuyện đó. Rồi, ok. Anh giả sử mỗi một bảng, mỗi controller này nó sẽ tương đương, thông thường nhé, thông thường thôi. Mỗi một controller nó sẽ tương đương với một cái đối tượng mà chúng ta quản lý, ví dụ như là sản phẩm, product đó, hay là category, hay là new, hay là cash. Đó, cash. Thì đối với thằng model nó cũng sẽ có cái model tương ứng đối với cái đối tượng đó, đối với cái bảng đó. Vì sao? Vì model nó dùng để thao tác với database mà, nên là model nó sẽ tương ứng với từng bảng. Thì quy tắc đặt tên model của chúng ta nó sẽ là, ví dụ anh để là product model như thế này, .php. Đó, ok chưa? Thì lúc này anh sẽ khai báo như sau. Anh sẽ tạo ra được một cái class là product model. Được chưa? Thì đây là model của chúng ta. Các bạn sẽ nhìn thấy đúng theo chuẩn luôn. Tên file bằng với tên class. Được chưa? Anh sẽ đặt một cái constant ở trong đây. Có nghĩa là table name. Sau này chúng ta sẽ quy định như sau. Table. Table của chúng ta sẽ là bảng product, chính là bảng trong database ấy. Anh tạm thời anh đặt như vậy đã nhé. Chúng ta chưa nói đến vụ. Rồi, ok. Tiếp tục, chúng ta sẽ làm gì đây? Ví dụ, trong model thì chúng ta sẽ có một vài cái thao tác như là lấy ra danh sách sản phẩm này, lấy insert thêm mới một sản phẩm này, hay là chúng ta có xóa một sản phẩm, cập nhật một sản phẩm, hay là lấy chi tiết một sản phẩm. Đó, ví dụ anh có một phương thức là public function get all. Đó, get all và nó nằm ở trong product model, thì có nghĩa chúng ta hiểu đó là get tất cả sản phẩm. Được, anh tạm thời anh sẽ return method như thế này để các bạn có thể hiểu đã. Đó, ok chưa? Tiếp theo anh sẽ có public function. Ví dụ anh để là file by ID, tức là tên một sản phẩm. Đã ID rồi thì chúng ta chỉ lấy một sản phẩm, chúng ta chuyển ID vào như thế này. Đó, anh sẽ return. Đây là ví dụ nhé, và chúng ta sẽ dùng nó sau này thì chúng ta sẽ phải sửa. Trong đây nó sẽ là truy vấn dữ liệu các thứ. Public function, ví dụ anh để là delete. Đó, nếu mà chúng ta viết sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ phải đi viết là service này, rồi từ service các bạn sẽ gọi vào model. Nhưng mà thôi, chúng ta viết đơn giản như thế này thôi. Method. Đó. Chúng ta sẽ có methods. Rồi, ok chưa? Chúng ta sẽ có methods. Bây giờ làm thế nào để chúng ta có thể dùng nó? Nó là câu chuyện. Đây.
Thì cũng đơn giản thôi. Các bạn sẽ làm cho anh một công việc đó là load model. Được chưa? Load model như thế này. Thì nó sẽ đơn giản như thế này. Anh sẽ làm ở mức đơn giản trước nhé. Có phải là để sử dụng được cái model này, cái product model này ở trong product controller thì các bạn muốn sử dụng class này thì chúng ta khởi tạo đúng không? Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ thế khởi tạo, chúng ta sẽ gặp cái lỗi như thế này. Ví dụ anh để là product model bằng new product như thế này có đúng không? Đúng không các bạn? Nhưng mà nếu mà cứ thế chạy như thế này chắc chắn là chúng ta có lỗi. Tại sao? Nó sẽ báo là nó không tìm thấy cái product model này. Đây, các bạn sẽ thấy ngay cái lỗi này. Đó, class model à, product product model not found. Được chưa? Nó sẽ không tìm thấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái file product model.pp đã được load vào đây đâu. Nó chưa hề được load vào. Có đúng không các bạn? Có đúng không? Thì chúng ta sẽ load vào nó như thế nào? Thì anh giả sử anh sẽ tạo ra một cái file protected ở trên này. Và một cái method load model ở bên này như thế này. Protected. Sau này chúng ta sẽ làm cách khác nhé. Hôm nay anh sẽ làm như thế này trước đã. Chúng ta sẽ sửa sau. Nhưng mà anh làm như thế này để các bạn hiểu cái luồng gọi sang model đã. Ví dụ anh tạo ra một cái method là load model. Bản chất của nó thì để load file thôi. Được chưa? Thì anh sẽ để là model path, có nghĩa là cái đường dẫn của cái model đó là gì. Và cũng không cần truyền dữ liệu. Bản chất là chúng ta chỉ cần load. Thì chúng ta chỉ cần truyền tên của cái model thôi. Và chúng ta sẽ lấy từ sau cái model này. Nếu có đường dẫn thì sẽ lấy đúng đường dẫn. Thì anh sẽ làm như thế này. Thì trên này anh sẽ định nghĩa một cái constant là model folder name nó sẽ là model có số nhiều như thế này. Được chưa? Ở dưới đây anh sẽ thay đổi như thế này, cell model folder name, và anh chuyển cái path vào là xong chấm pp nữa, không có thay đổi gì nhé. Đây đó, ok chưa? Anh chuyển vào. Được chưa các bạn? Được chưa? Bây giờ anh thử nhé. Thì từ controller product này, chúng ta muốn dùng model chúng ta sẽ phải load đúng không? Thì chúng ta sẽ load như thế này. Zip chọn đến load model. Được chưa? Và anh sẽ truyền cái model name vào. Anh sẽ là product model như thế này. Truyền đúng tên nhé. Đó, model. Đó, ok chưa? Anh sẽ chạy lên này. Thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã load được product model rồi. Ví dụ anh để cái view để chúng ta nhìn thấy trước đã. Product model loaded. Đó, ok chưa? Đó, nó đã được load vào rồi. Khi mà chúng ta đã load nó vào trong product method index rồi, thì lúc này chúng ta khởi tạo được đối tượng thôi. Ok chưa? Và chúng ta đã khởi tạo được đối tượng rồi thì gì? Thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy ra dữ liệu của cái đối tượng đó. Ví dụ anh từ product model, anh sẽ trỏ đến get all. Có đúng không? Lấy ra được tất cả các phương thức trong cái model product. Đó, các bạn nhìn thấy anh chạy ra. Đó, anh lấy ra được product model get all. Nếu mà anh file by ID này, thì anh sẽ truyền ID vào thì anh cũng sẽ lấy ra được. Đó, ok chưa? Có nghĩa là chúng ta đã gọi được vào model rồi. Ok chưa các bạn? Giả sử nếu mà anh chạy sâu lên, anh chạy hàm sâu lên thì chúng ta sẽ file by là chính xác rồi. Đây, anh chạy hàm sâu nhá, thì action sẽ là sâu. Thì chúng ta sẽ gặp một cái vấn đề như thế này. Chúng ta lại gặp một cái lỗi là product model chưa được load nên là nó báo not found. Tại sao vậy? Bởi vì lúc này chúng ta chạy vào method này thì rõ ràng là nó chưa được load thật. Đây, thì hai cái method này là chạy độc lập. Đó, vậy thì có cách nào để chúng ta khai báo một lần công việc này
mà chúng ta dùng cho nhiều lần thì chúng ta sẽ tạo ra một cái contract. Đó, lúc này các bạn sẽ nhớ đến ý nghĩa của thằng contract nhé. Các bạn sẽ nhớ đến ý nghĩa của thằng contract trong thằng PP, hàm khởi tạo, các bạn hay gọi như vậy, đúng không? Thì có nghĩa là cơ chế của thằng contract là nó chạy đầu tiên. Khi mà cái các phương thức trong class này được gọi thì nó không quan tâm, cứ được khởi tạo đối tượng là nó sẽ chạy đầu tiên luôn. Thằng này sẽ chạy đầu tiên, thế nên là anh sẽ load thằng này vào. Controller product được khởi tạo là nó sẽ load luôn product model, được chưa? Cái cách làm này thì nó sẽ có một cái nhược điểm, đó là giả sử như là anh chỉ dùng model ở index mà không dùng ở sâu, thì chúng ta đặt vào contract thì nó sẽ load hết, tức là lúc nào nó cũng load, thì có nghĩa là nó hơi dư thừa. Tuy nhiên ưu điểm của nó là các bạn đặt vào đây thì các bạn sẽ không phải khai báo cái công việc này nhiều lần, đấy là ưu điểm. Ok chưa? Đó, bây giờ anh chạy lên này, anh lưu lại và anh chạy lên này. Đó, thì các bạn thấy nó chạy vào rồi này. Bye bye product show. Ok chưa? Đây. Thậm chí là chúng ta sẽ viết load luôn thằng view show đi. Load à, view chứ, sorry các bạn. Filter. Đây sẽ là funnel chấm product chấm show chấm show. Đó, thì anh sẽ vào product, anh tạo ra chấm show, file show như thế này chấm PSP. Đó, đây sẽ là product show. Ok chưa, anh chạy lên này, các bạn sẽ thấy nó load view. Không tìm thấy cái view này. À, product của chúng ta có S. Đó, có nghĩa là cứ sai đường dẫn là có lỗi thôi. Rất đơn giản. Sau này chúng ta sẽ xử lý exception, báo lỗi. Đó, product show và gọi đến model. Ok chưa? Thậm chí là có một việc nữa chúng ta có thể tối ưu ở đây. Đó là gì? Các bạn thấy là mỗi lần chúng ta muốn sử dụng cái product model này, chúng ta lại phải đi làm gì? Chúng ta lại phải đi khởi tạo như thế này. Thì anh muốn là anh khởi tạo một lần thôi. Nếu mà đã dùng chung thì khởi tạo một lần ở trên này thôi. Đó, thì anh sẽ tạo ra một cái gọi là private product model product. Đó, chúng ta hiểu nó là product model thôi. Anh sẽ đặt tên tường minh hơn là product model. Thì mỗi lần chúng ta sẽ gọi đến zip trở đến product model như thế này. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ không cần phải khởi tạo ở dưới này nữa. Nghĩa là chúng ta sẽ gọi chung như thế này. Ở dưới này cũng không cần. Đó, thì các bạn thấy chương trình của nó lại ngắn gọn hơn rất nhiều. Và nhìn nó khoa học. Thì khi các bạn code, các bạn chỉ nhìn thấy có mấy dòng code như thế này thôi. Đây, nó đơn giản như thế này thôi. Được chưa? Đó, anh chạy lên. Đó, kết quả vẫn như vậy. Anh giả sử là trong controller, trong model phần sâu này, anh lấy ra được một sản phẩm ấy, đó, cho nó hoành tráng. Buổi sau chúng ta sẽ làm với database. Ví dụ anh lấy ra sản phẩm có tên là iPhone 12. Đó, sản phẩm này hiện tại, thời điểm hiện tại là sản phẩm này chỉ có ở trong văn học thôi. Văn học thì sẽ là không có thật. Được chưa? iPhone 12. Và ở đây ID sẽ bằng 12 luôn. Đó, thì ở bên ngoài product này, là trong controller product này, anh sẽ lấy ra được cái product thông qua biến này như thế này. Đó, các bạn nhìn thấy nó chuyên nghiệp chưa? Nó khoa học hơn chưa? Và anh muốn truyền product ra thì anh sẽ truyền như thế này. Product chấm là trỏ đến product. Đó, ok chưa? Được chưa các bạn? Được chưa? Đó, thì ở bên ngoài sâu anh hoàn toàn có thể lấy ra được, in ra được cái sản phẩm mà anh vừa làm, anh vừa lấy được từ model.
Đây. Với mảng thì chúng ta phải dùng print nhé. Sẽ là product. Đây. Anh chạy ra lên. À sorry. Chưa lấy ra được à? View product. Ừ, sorry các bạn. Chúng ta phải lấy ra ở đây. Trang sâu mà. Đó, thì cái này chúng ta sẽ mua nó xuống đây. Đó. Được chưa? Thì anh sẽ lấy ra được cái sản phẩm iPhone 12. Các bạn thấy cách viết của nó tạo thành cái chuẩn chung ấy. Tạo thành cái chuẩn các bạn viết thấy nó dễ nhớ hơn không? Nó dễ nhớ hơn và nhìn code nó cũng khoa học. Nó tách biệt được cái phần code PHP mà chúng ta xử lý với cái phần HTML sau này. Đúng không? Đó, thì đấy là ý nghĩa của thằng MC đó. Nó tách biệt code ra. Phần nào xử lý chuyên biệt cho phần đó, độc lập phần đó. Thì nó sẽ rất là hay. Ví dụ như trong product model. Phần model chúng ta vẫn đang fix cứng nhất. Nên là các bạn chấp nhận một chút. Đây, trong product model thì anh sẽ lấy ra được danh sách nhiều sản phẩm. Đó. Sẽ như vậy, 13, 13, 14, 14. Đó, đây, anh đang chờ mãi iPhone 15 ra để mua rồi. Lâu quá. Đây, 15. 15. Ok chưa? Thì ở phần product index này anh sẽ lấy ra được danh sách sản phẩm thông qua product nhưng mà là có S số nhiều. Lấy nhiều sản phẩm thì nó sẽ là zip cho đến product model. Rồi cho đến cái gì các bạn? Get all. Đó. Thì ở đây anh sẽ lấy ra được cái product như thế này. Anh chuyển product ra. Đó. Được chưa? Được chưa các bạn? Rồi. Ok, anh chạy thằng product lên. Ừ, chúng ta đang có lỗi ở model product hình như là thiếu dấu chấm phẩy gì đó. Đúng, chính xác là thiếu chấm phẩy. Đây. Thì ở ngoài danh sách sản phẩm này chúng ta hoàn toàn có thể in ra được cái gì các bạn? Cái mảng danh sách sản phẩm. Đó, các bạn thấy là cái luồng của nó hoạt động ok rồi đúng không? Sau này chúng ta chỉ việc đủ dữ liệu ra thôi để cho người dùng họ dùng thôi. In rồi, product. Đây. Thì lúc này ngay lập tức các bạn sẽ thấy chúng ta có cái mảng sản phẩm này. Đó, sau này chúng ta sẽ xử lý để mà in dữ liệu ra. Được chưa? Ok, thì đây là toàn bộ những cái phần liên quan đến xây dựng mô hình MVC với PHP và chúng ta đã ứng dụng nó trong cái project này. Chúng ta đang bắt đầu xây dựng nó. Và cái buổi hôm nay nó giúp các bạn hiểu được cái ý nghĩa của thằng MVC, những công việc cần khi mà các bạn xây dựng một mô hình MVC cho project của các bạn. Và qua đó các bạn cũng hiểu được cái workflow, cái luồng hoạt động của cái cấu trúc mô hình MVC mà chúng ta đang xây cho cái project của khóa học. Đồng thời chúng ta cũng đưa ra được những cái rule, những cái quy định cho cái project MVC này của chúng ta. Đó, để khi mà một người khác họ chưa làm cái project này bao giờ, họ chỉ cần đọc cái rule này là họ có thể phát triển tiếp được. Đó. Thì qua đây các bạn cũng thấy là chúng ta cũng đã kết nối được giữa thằng controller, model và view. Và ba thằng này đã có mối liên lạc với nhau. Được chưa? Theo đúng cái hình như thế này. Đó. Được chưa các bạn? Thì cái buổi hôm nay anh xin phép kết thúc ở đây nhé.